Bây giờ là khối tam giác, là mình sẽ vẽ cái hình tam giác cho các bạn ha. Đây, các bạn sẽ nối điểm xuống. Đó. Rồi. Thì bây giờ là các bạn, cái điểm đầu tiên là các bạn làm cho tôi cái lằn giống ha, dài ra. Ở đây các bạn cắt cho tôi một đoạn ha, cắt ngay cuối chóp này nè. Đó, các bạn cắt đi. Đó, vẽ ra. Rồi, từ điểm này ha các bạn, các bạn đi lên đây ha, lằn giống đó. Rồi, từ điểm này cũng vậy, qua đây ha các bạn ha. Rồi, bên đây. Rồi, là thêm một đường nữa các bạn ha. Là khoảng cách này là bằng nhau. Đây. Đó. Cái này cũng vậy. Rồi, bên đây. Rồi, bây giờ là mình thử, mình sẽ bôi cái lằn giống ha. Thôi, bây giờ là mình sẽ đồ đậm đi ha. Đó, tại mình để lằn giống vậy các bạn, để các bạn nhìn vô, các bạn tập cho nó dễ. Bây giờ mình đồ đậm cái này lên. Đó các bạn. Đó. Đồ, mình rồi sẽ đồ cái hình vuông ra các bạn ha. Rồi, sau đó là mình sẽ bắt từ điểm này nè. Đó, mình đưa xuống đây. Đó. Rồi. Mình đưa vào đây. Đó các bạn ha. Rồi từ đây nè các bạn nha, các bạn chấm cái điểm này cho tôi. Đó. Rồi từ điểm này các bạn ha. Đó, các bạn đi xuống đây cho tôi luôn ha. Đó. Rồi. Vậy là cái chỗ này nó phải là nó phải xuống đây luôn nè các bạn mới đúng nè. Đó, thì bây giờ mình cho sang này đi xuống tí xíu ha. Đó. Bôi đi. Rồi sau đó là các bạn sẽ chấm từ điểm này nha các bạn ha, điểm này. Đó, các bạn đi xuống xuống đây nè. Đó. Rồi các bạn kéo một đường đi. Đó. Rồi, các bạn sẽ kéo qua đây luôn. Các bạn ha. Đó. Thì bây giờ các bạn hình dung nữa ha, là nó có một cái hình khối rất là 3D ha. Đó, nếu mình tô vào cái phần này, tô phần này thì nó sẽ bật lên ha.
những cái nằm cái nào nằm dưới á, ví dụ cái thanh này chạy xuống thì cái này nằm dưới nè, các bạn thấy tô đậm ha. Đó, bây giờ hình tam giác này rồi, bây giờ mình sẽ vẽ một hình tam giác khác, mình sẽ tô nó bóng lên các bạn ha. Rồi bây giờ nãy là cái thanh bên đây nó nằm dày, nằm dày, bây giờ mình đi ngược lại các bạn ha. Rồi các bạn cũng phát thảo cho tôi một cái hình tam giác. Rồi các bạn chỉnh chu lại xíu. Rồi cắt cái phần này đi, góc nhỏ thôi đó. Rồi các bạn sẽ cho một khoảng cách từ đây ha qua ha. Rồi bên đây cũng vậy. Cái cách phát thảo này là các bạn phát thảo là nhiều lần là các bạn quen thôi ha, nó không có khó gì đâu. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho tôi thêm một lần nữa ha các bạn ha. Đó, lần bên trong nữa. Đó, ở đây cũng thêm một lần nữa. Rồi, bên đây. Rồi, đó các bạn ha. Bây giờ các bạn coi thử coi là nó có đều chưa, các bạn sửa lại tí xíu. Rồi. Rồi, cũng từ đây các bạn bắt lên. Rồi, các bạn bắt qua đây. Nhưng mà phải chỉnh ở đằng này cho nó thẳng cái. Nhớ các bạn nha, phát tay nha, là không có dùng thước. Tại mình muốn các bạn cứ phát tay vậy đi, là sau này các bạn sẽ quen dần. Các bạn ha. Rồi, bắt đầu từ xuất phát điểm này. Mình cho nó đây. Rồi. Đó. Rồi, từ điểm này xuống đây. Rồi. Rồi. Là từ điểm này nè các bạn. Ha, các bạn đưa xuống đây ha. Rồi, đưa qua đây. Rồi. Cái này mình chỉnh lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử mình tẩy đi ha các bạn ha.
tẩy những làn giống bên trong đi, mình sẽ thấy được cái hình thù của nó. Đây mình cũng phải kéo một cái làn nó qua nữa. Đó các bạn ha, bạn ra khối 3D rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ khoan, phải không? Kỳ này là nó không giống như bên đây, phải không? Thay vì mình tô bóng luôn, mình sẽ cắt mấy cái đoạn này ra thêm một vài đoạn nữa nha các bạn ha. Đó thì bây giờ các bạn thấy cái đường này nè, nó ngang, nó nằm ngang vậy phải không? Thì lần cắt trên cái miếng này nè, các bạn cũng cho nằm ngang luôn các bạn ha. Đó, nhẹ thôi. Rồi lần này đi xuống là các bạn, nó sẽ đi chung đường này ha, là song song đó. Đó rồi các bạn ra đây thêm một đường nữa. Đó rồi thêm một đường nữa. Rồi bây giờ cái đường này rồi chỗ này các bạn cắt vô đó, đây cũng vậy đó, các bạn cắt vô đó. Sau đó các bạn tẩy ở bên ngoài này ha, là nó sẽ ra một cái hình khối, nó bị cắt lõm vô. Đó các bạn ha. Thì ở đây mình cũng có một lần nữa đi, đó, cho nó thấy. Rồi chỗ này mình tẩy nè, đó các bạn sẽ thấy những cái khối các bạn ha, nó cắt rồi các bạn ha. Đó có hình khối đó. Rồi bây giờ mình sẽ tô bóng vô các bạn ha. Từ đậm ra lạc các bạn ha. Rồi cái phần nằm dưới đây nè, nó cũng giống cái này, nó sẽ là màu tối các bạn ha, mảng tối đó. Rồi các bạn tô cho tôi luôn.
Rồi. Phần này cũng vậy. Cái này là cái hình mẫu hơi nhỏ, nếu các bạn chẻ to ra ha, các bạn là dễ biết, là dễ nhét vô những góc cạnh ha. Cái bài tập hay là các bạn tập đó thì các bạn có thể là vẽ to ra là nhìn cho nó dễ, hình dung cho nó dễ. Đó các bạn ha. Rồi tiếp tục ở đây. Phần này phần nằm dưới nè. Đó, ở đây có thể các bạn đánh ra. Các bạn ha, các bạn truyền tải cái sự sáng tối nữa ha. Đó. Đi hơi đậm nét xíu, mình nhấn nhá lại. Cái phần này các bạn tỉ nhẹ nhẹ nè, nó đi hết thôi ha. Rồi ở phần này các bạn cho lên một ít nữa ha. Hồi nãy mình cắt cái đường này đó, mình để ý coi đường này nè với đường này nè, nó không có nằm như vậy các bạn ha. Thì bây giờ mình sửa lại, mình nhìn kỹ lại ha, mình sửa lại nó cái phối cảnh nhỏ đúng đó. Bây giờ cái đường này nè với đường này coi thử đúng chưa, nó có song song không đó, mình chỉnh nó lại nè các bạn ha. Đó. Này mình bôi nhẹ đi. Rồi sau đó các bạn đi nhẹ một cái bóng ha. Đúng rồi, các bạn muốn không lem bên trong thì các bạn có thể là dí chì vô đây nè, dí chậm rãi thôi, mình quấn cho nó lan tỏa ra một tí xíu đi ha. Đó, đó. Dí ra đây đó là nó hết lem thôi. Ở đây mình dí ra xíu nè. Hôm đây là mình hồi nãy mình chỉnh sửa rồi đó.
là mình chưa có tẩy bớt đó. Mình tẩy bớt trong đây đi. Rồi từ đây nè các bạn ha, các bạn đánh nhẹ lên, nhẹ nhàng thôi. Đó, từ bên đây cũng vậy. Thật ra tô khói này á là không cần nhất thiết là mình phải đi đậm thực đậm các bạn ha, có vì đi đậm thực đậm mình đánh đánh lợt lợt thôi, nhưng mà mình tạo được không cái cảm giác tô chuyển là ok. Đó các bạn ha, đó là nó sẽ ra một cái hình khối tam giác 3D. Rồi là tới phần này nha các bạn. Phần này là cái gốc này đó là nó đã đi vô mà ha. Đó thì gốc này đó nó cũng phải cắt vô một tí xíu nha các bạn ha. Ở đây là mình dùng gơm mình tỉa ra. Đó ha các bạn ha. Rồi sau đó là mình sẽ dùng cái này mình tỉa lại nè, chiều tỉa lại nè. Đó, cái góc này đi ngang qua ha. Nó có góc cạnh các bạn ha. Đó. Đó, mình coi mình rảnh thì mình vỗ lại cho nó thẳng ra. Rồi, đó các bạn ha, coi mình tỉa tốt lại cho nó tặng thớm lại. Bây giờ ở đây nó còn hơi lem lem xíu nè. Đó các bạn ha. Rồi. Video thứ bảy đến đây là chấm dứt các bạn ha. Các bạn cố gắng tập cho mình mỗi một bài tập là 10 lần cho các bạn ha. Đó, càng nhiều càng tốt ha.
Các bạn lưu ý là tới mẫu thứ ba là các bạn bỏ mẫu ra, các bạn tự nhớ trong đầu và các bạn vẽ lại nha các bạn ha. Đó. Khi nào các bạn cảm thấy mà không tự tin thì cứ chụp cái mẫu nào vừa ý nhất của bạn gửi cho mình ha. Vẽ không có amoc@gmail.com. Mình sẽ phản hồi lại trong vòng 12 tiếng đồng hồ để các bạn có nên đi tiếp video thứ 8 hay không ha. Rồi, thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại.